Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn tiếp bài hát Cơn Mưa Tháng Năm của ban nhạc Bức Tường. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tỉa bài hát này làm sao để các bạn có thể trình bày cái ca khúc này một cách đơn giản nhất. Trước hết là về cách chơi đơn giản. Đối với những bạn mà mới tập chơi guitar mà chưa đánh được những âm phức tạp như video trước mình hướng dẫn ấy, bao gồm các âm bị như là mi trưởng mở này, si trưởng mở, la thứ bảy hoặc là đô thăng thứ mà các bạn chưa bấm được ấy, thì các bạn có thể sử dụng capo để đánh theo bản gốc của bài hát này. Thì các bạn để capo ở ngăn số 3, thì khi đấy các bạn sẽ đánh được theo đúng bản gốc của ban nhạc Bức Tường, mà với âm của nó cũng rất đơn giản, nó không phức tạp. Ví dụ như thứ nhất là khi đấy là mi trưởng sẽ thay thành âm đô trưởng, âm thứ hai là âm si trưởng thì đó sẽ thay thành âm đô son trưởng, hoặc âm đô thăng thứ khi đấy sẽ thành âm la thứ. Tiếp theo là âm la thứ bảy, khi đấy chúng ta sẽ chơi thành âm pha trưởng. Và một âm nữa đó là âm pha thăng, khi kẹp capo chúng ta sẽ chơi ở âm dê trưởng. Và khi đó các bạn cứ giải theo thứ tự đó. Hợp âm thì các bạn có thể hoàn toàn tra được trên phần mềm hợp âm chuẩn. Thì sau đây mình sẽ thể hiện một cách chậm rãi nhất cho các bạn mới tập chơi nhé. Còn các bạn chơi nâng cao thì chắc là không cần biết nghe đoạn này. Nhưng mà cũng phải nói một điều là nếu mà các bạn chơi trên cái thế tay này, trên cái capo như này ấy, và với những âm như thế này ấy, thì các bạn sẽ không đánh được cái phần intro được một cách gọi là sâu lắm, nghe rất là hay như cái bản gốc của nó. Nếu kẹp capo phần 3 thì các bạn có thể chơi đúng con gốc của bài hát, nhưng mà không đánh được intro. Nếu mà các bạn có đánh intro thì các bạn chỉ giải theo vòng thôi, ví dụ như là đô trưởng, son trưởng, la thứ, pha trưởng. Hết pha trưởng thì các bạn vào bài hát thôi, nó rất là đơn điệu. Nhưng mà thôi, dù sao thì bạn nào muốn thể hiện một cách đơn điệu thì đưa lên trình bày cũng không sao cả. Theo đây mình sẽ trình bày chậm qua cái phần đơn giản đấy nhé. Trình bày đến như thế thôi, hoặc là cùng lắm các bạn thêm vào cái phần intro hoặc là outro đánh theo vòng thì nó sẽ được cái phần trình bày nó như thế. Còn về cách giải của nó thì rất là đơn giản, nếu các bạn đã biết bấm hộ âm đơn giản này rồi thì nó sẽ cái cách giải của nó thì rất là đơn giản thôi. Ví dụ đô trưởng thì mình không sử dụng dây tỉa ba, dây một, dây hai, dây ba nhé, mình sẽ không sử dụng dây đấy để tỉa, mà mình sẽ sử dụng dây hai, dây ba, dây bốn để tỉa tất cả các hợp âm. Ngoài âm dê trưởng ra thì chúng ta không có cái nào khác, chúng ta phải bấm dây 1, dây 2, dây 3, bởi vì là dây bát của nó là dây 4 rồi, đúng không ạ? Thì đối với đô trưởng thì các bạn cứ
tất cả các âm thanh các bạn cứ giải giải trưởng, các bạn sẽ giải như thế. Và thực chất là các bạn có thể biến tấu được, khi các bạn thuộc nhịp, thuộc lời rồi thì các bạn có thể biến tấu tỉa sao nó vẫn chuyển đúng nhịp, đúng âm, đúng lúc rồi được. Đó thì đối với cách đánh đơn giản là như thế. Còn đối với cách đánh theo bản gốc của ca sĩ Trần Tấn Hùng, à của ca sĩ Trần Lập, thì các bạn như video trước mình nói đấy, thì các bạn phải hạ tất cả các dây đàn của mình, tất cả các dây đàn phải hạ xuống nửa cung. Khi đó cái dây mi này nó sẽ thành dây mi giảm, hoặc gọi là dây thăng này. Tất cả cái dây đều hạ xuống nửa cung, mi la dây song si mi hạ xuống nửa cung hết, tất cả sẽ thành một âm trắng hết đó. Còn đối với cách chơi theo bản gốc của ca sĩ Trần Tấn Hùng, à của ca sĩ Trần Lập nữa, thì các bạn có thể thấy được intro. Intro thì ở video trước mình đã nói rất là rõ ràng rồi, cách đánh rất là đơn giản thôi. Còn về cách tỉa thì có một số đoạn cần lưu ý, thì sau đây mình sẽ trình bày cũng chậm rãi, rất chậm thôi, từng câu một. Thì các bạn xem video các bạn có thể hoàn toàn để làm theo. À còn đã, trước khi mình thể hiện chậm qua một lúc thì mình sẽ giới thiệu cái tỉa trước nha. Thì cái hợp âm của cái phần đánh theo bản gốc này thì nó tương tự cách giải. Cách giải nó tương tự như cái phần đơn giản nãy thôi, cũng là bát đây đó, bát 2 3 2 1 2 3 2, thì nó cũng tương tự như thế như cách trước thôi đó. Thì kiểu vừa nãy thì cái âm pha trưởng các bạn giải là đây, ví dụ bát 4 3 2, thì đây đến đây nó quyền gốc thì nó sẽ thành âm la thứ bảy. Thì các bạn cũng giải bát 4 3 2, xin lỗi các bạn, 4 3 bát 4 3 2 đó. Thì sau đây mình sẽ trình bày qua, thì một số cái điểm lưu ý thì mình sẽ trình bày ở tiếp theo, sau khi trình bày xong bài hát này mình sẽ nói sau khi trình bày xong bài hát này. Sau đây mình sẽ đánh rất chậm. Thực sự là đánh rất chậm này mình nghĩ là các bạn có thể tiếp thu, thứ nhất là nhanh, thứ hai là hoàn toàn có thể là nhìn vào cái cách đánh và cách hát thì nó sẽ hình dung ra được, có thể tự luyện tập luôn, không cần thiết là phải nói nhiều này. Có khi các bạn lại loạn, và có khi các bạn lại hay xem video các bạn ấy sẽ rất là rối và rất là khó có tập. Mình sẽ trình bày chậm để các bạn nhìn video và các bạn có thể hoạt động người ta được. Đó. Okay. Về cái bản bài phức tạp này, bài gốc này thì mình hoàn toàn có để đánh intro và outro, nó sẽ hay rất là nhiều. Ok mình đánh nha, rất là chậm nhá.
xong sau mình có thể mình càng đánh nhanh một chút để vì khi các bạn đã nắm được cái nhịp điệu rồi thì các bạn có thể tập nhanh hơn, nhìn có thể đoán được cái cách đánh rồi. Thì mình lưu ý một số điểm này trong bài thì nó có một chỗ thôi, khi mà tỉa thì có một chỗ thôi để giống bản bản gốc của theo như guitarist Trần Tấn Hùng ấy, thì nó sẽ là cái đoạn cái này đây. Đoạn mình xóa xong là viết dấu ấy. Cái đoạn là đó, cái đoạn đấy các bạn đánh để nó bằng lốc thì nó sẽ như thế, rất là hay. Mình xóa xong dấu thì để nhắc đấy thì đây là các bạn đã hát được rồi, mình xóa sao vẫn là bát hai bát hai bát hai ba một hai ba hai ở vòng nào đấy cũng bát hai ba một hai ba hai trừ việc vòng là thứ bảy các bạn giải như pha chiều thành bảo đó. Các bạn bấm bát và bát ba đó, sau các bạn lại vào tiếp tục vào mi trưởng như lúc đầu thôi, để tiện các bạn về luôn mi trưởng này cho nó nhanh, chứ các bạn về mi trưởng này cũng được thôi nhưng mà nó sẽ xa và nhiều bạn trưởng hơn sẽ khó hơn, nên các bạn đi nâng cao thì các bạn có thể chuyển về đây cũng được đó, như thế đây mình nhanh nhá. Đây. Sườn cao thực sự các bạn bấm cái này rất là khó, càng khó hơn khi mà các bạn chưa học tách ngón, thực sự rất là khó. Đó, thì các bạn cứ luyện tập cái phần này thì các bạn sẽ vào nhịp được cái câu sau sẽ hay hơn. Đó, chỉ có một phần lưu ý là ở cái đoạn này như thế thôi. Về bài hát thì mình đã trình bày rồi, thì intro thì các bạn có thể xem video trước của mình đã up một cái video dạy chỉ là intro rồi. Kết thúc bài thì các bạn có thể đánh lại cái intro đấy, outro đấy, thì nó sẽ bài hát nó sẽ hay hơn. Và mình khuyên các bạn là nên tập theo cái kiểu bản gốc này, rồi bản gốc này mình đánh nó sẽ hay hơn, thật sự là nghe rất là hay. Đó, đấy là toàn bộ bài hát về cách tỉa của bài hát Cơm Ngon Năm. Thì về video tiếp theo mới sẽ hướng dẫn các bạn cách quạt chả cái đoạn phía sau để làm sao mà các bạn thể hiện cái bài hát này một cách đầy đủ nhất. Ok, xin chào các bạn.